quay Lạng Sơn này, lợn quay Lạng Sơn rất cực kỳ là ngon luôn. Đang bán ở lấy số máy của em đi. Đang bán ở cổng chùa Tân Thanh Lạng Sơn. Cô gái bán hàng đây. Mọi người đang xếp hàng để mua lợn quay. Quán ăn quay cực kỳ là đông khách luôn. Năm nay thì mình đi vào chính hội cho nên nó mới đông như này. Xe đâu kín bãi luôn. Giờ mới là gần 10 giờ sáng. Khách thập phương đi lễ là rất đông. Xe đỗ kín các bãi luôn. Đây là trên cổng chùa. Năm nào đầu xuân mới thì tôi cùng với gia đình cũng đi lên lễ ở trên chùa Tân Thanh. Một ngôi chùa giáp biên giới giữa Trung Quốc với Việt Nam. Nhưng mà có lẽ là đây là lần đầu tiên mà chúng tôi đến đây với một cái lượng du khách đến đông như vậy. Mỗi năm có thể cũng có đi nó sớm hơn một chút. Lễ hội chính là bản sắc của mỗi vùng miền. Tôi giữ bán từ đi ăn người ta cho ăn một cái đùi xong rồi mình muốn ngon mới mua mà. Em có thử ra không nhỉ? Hả? Thử đi. Thử đi. Thả bác nuôi lợn mà. Bọn em từ người nào bắt nuôi lợn mà. Bây giờ mới nuôi ra để lấy cái hành của vào cho bác làm. Hả? Bác Giang á? Bọn em mỗi lần cũng đi đấy mà. Có gì... Đây, chị lấy số máy em đi. Em thế kiến cho chị cái này. Ôi, các bạn thấy đông không? Hàng lợn quay bông đông nghịt luôn để xếp hàng mua, đang xếp hàng mua lợn đây. Đây là hàng lợn quay đông khách nhất mà tôi từng gặp ở trên chợ. Ôi, đẹp chưa? Anh ơi! Ra ngoài! Hả? Ra ngoài không? Ra ngoài này chưa sổ. Mọi người đang xếp hàng để mua lợn quay. Một quán ăn quay cực kỳ là đông khách luôn. Chân nó có 140, kia 130. Đây là khách xếp hàng rất đông để mua lợn. Cho chị nửa cân đấy. Vâng. Mình mua mấy cái chân rồi em ạ? Mình mua mấy cái chân rồi? Hai chân một cái đầu mới một hai cái chân một cái đầu mới một cân ba chỉ rồi. Bác đủ ăn chưa? Bác xin hà trang kia mới khai đẹp bên đường đấy, nó khai thế này. Đây là chị đây rồi, con này chị có đang lấy. Ai ơi, tên là gì ạ? Nghéo à? Bảo cậu ăn từ từ một tí là không ăn được chứ nữa thì... Ăn xa thôi. Nhà chị này bán hàng đông đúng đúng. Đông, nhà quán anh vào mở hàng nó thế đấy. Tại quán nhà này không nào không ngon. Quán anh vào mở hàng nó vậy đấy. Nhà mình mở hàng mát rồi. Mà lại rất nhiều những người xinh đẹp vào mua hàng đây này. Ok, ok luôn. Nhà mình mở hàng cái là đông người nhé. Bác chỉ 240, ăn quay 240.
ăn cái này mới ăn thịt sọ thôi. Sọ ngon hơn. Thịt da này còn ngon không? Giòn lắm. Đây này nó ngon luôn. Là hôm nay lễ hội là rất ăn sò thì chậm tông. Cái đâu cho cái sò cái to lắm. To lắm, lấy cái này bé hơn. Giòn. Cái này hai mấy người cái sò to. Lấy cái to đi hả? Lần to chứ lần biết làm sợ là bố thì. Đấy. Ăn được. Ngon. Chậm to hay chậm bé? Chậm bé thôi. Ôi. Đúng không má? Không thiếu thì lấy thêm cái này. Lấy các chữ chân không này, lấy thêm các chữ chân hoặc là lấy thêm cái đây này, này. Cái ba chỉ nữa cũng được. Cắt lấy cân ở dưới kia đi. Như kia kia hai chân cứ quay làm cân ba chỉ nữa em. Ba chỉ đẹp này để nguyên si này về vẫn nóng luôn. Từ từ nhá. Từ đây đến đây. Không chỉ lấy ít thôi. Cắt cho mấy cái móng móng nữa. Cắt mấy cái móng ở đây có. Lấy cái kia cho nóng. Ở đây cũng nóng mà mấy bộ. Nhưng mà của con kia. Hai cân chín cái sò. Cho đủ 3 cân đi. Thôi, để tí cho chân, cho chân. À, cho chân. Cứ để đây, để nó chặt lắm. Sò cân chặt tư một cân. Cứ để đây ăn, xong một tí chặt lắm. Xong một tí cho gửi đây, tí quay lại lấy được không? Hay là ship vào xe hộ? Ship vào xe hả? Đang đa bán thì 320 đấy nhá. Đừng có làm mới nói chuyện đâu. Nó không lấy đâu. Nó giờ bán ở dưới kia. 130 em không bán đâu. Đấy nó... Con này chỉ giá 130 thôi. Không. 130 không bán đâu. Thật thế, lấy mua nhiều. Ồ. Lấy cái gì nhiều lấy đi. Lấy chất lắm. Lấy quỷ nó chưa. Chặt từ đây xuống này. Lấy hai cái quỷ này cũng được. Kia lấy của con này anh ạ. Lấy cái này cũng được. Đây chỉ chặt bên đây thôi, lấy bên đấy dưới. Đấy này đúng là vẫn tính cân 150, tại vì bán em bán theo chân. Bán như theo này cân. Nhá. Ừ. Lấy kiểu thôi mà. Hiểu biết rồi, nhưng mà bọn em phải bán như thế. Nhưng mà sao lông kinh này? À, không phải lông. Ồ, cái đấy là cái dây buộc. Dây buộc mà. Không buộc thì dây ở trên đồi thôi. Sao chưa? Ồ, thế là đúng rồi. Một cái sò hai cái chân này được rồi. Cho cái đuôi nữa, nếu cái đuôi nữa. Nếu cái đuôi. Nè nè, cho hai cái này. Đây cho cả cái đuôi này này. Cho chị đẹp này này một cái nữa. Thế à? Thế cho đuôi là được. Đẹp đẹp cho chú ăn đuôi. Cho chú mua được à? Nhưng mà cần này đâu gửi đây một tí lên giờ luôn. Để ở đây. 40.000 một cân em ơi. Nhưng mà đồ này rồi, không bảo người ta băm rồi. Ôi, đấy. Băm cho chị á. Băm băm. Cứ để đơn tí quay lại thôi là băm lấy đấy nhá. Tính tiền chị. Mua ăn mua chỉ không thì làm cân mua chỉ. Ôi rồi giờ cứng. Thế này là bao nhiêu cân rồi? Cái này là cái này cân 6 rồi, cái này ra tới 9 rồi. Để đây. Chặt em rồi chặt xưa, chặt chặt. Em ở đây đi đâu, camera đây, ăn ở đây à. Chặt chặt luôn cho mình đi, vừa tính bao tiền đi. Em bán nốt cái này đang xoay mấy ba chỉ đó. Ờ, ba chỉ. Em tí mua thêm cân ba chỉ. Em kia hai cân mua thêm mấy một tí đi. Em bao nhiêu lấy lần lượt nào? Ba chỉ lấy con. Cân chị ơi, mua găng tay. Ờ găng tay này cho mua rồi tay luôn. Găng tay ở đây. Đây cho anh. Không thì cho thêm cân ba chỉ nữa đi. Cân ba chỉ đây. Cân 2 tươi tính cân 2 nhá. Chị ơi chặt không? Chặt ạ. Tính xem. Chị ăn đầu và chân thì lại mua thêm cái chân nữa. Chỗ kia là của anh là bao nhiêu tiền rồi nhá nhỉ? Là tính là bao nhiêu tiền? Tiền đây. Anh Đạo ơi, về đây tính tiền của em cái. Về đây tính tiền cái. Ờ bảo em tính cơ. Lấy chạy người ta. Không đi cầm túi bóng. Bọn em cũng mua đậu đó thôi mà. Em tươi thịt ngựa mà lúc nãy không cái đầu với hai cái chân ấy tính tiền đi rồi cái chân 2 cân 9 với cân 6 một đằng là 150 một đằng là 140 130 thôi vừa bảo rồi nói để em có bán à. Em mới bán nên em mới là chẳng kêu á. Thế cứ bảo là tổ chứ bọn chị người kinh thật thà. Quan trọng đấy, người mình vui mới bớt chị, bớt em bớt chị. 406.400. Chị gái yêu ơi, 27 với
em cứ cho anh thêm một cân ba chỉ, cái chỗ này nó có nhiều quá không? Nhiều thì nhiều, bọn chị kiếm được tiền tiếp gì không? Cân bảy được rồi. Ăn nó phải hết chứ. Thế lấy một cân tính tiền gì? Em cứ lấy một lửa. Chỗ kia là chỗ kia là 2 cân 9 1 cân 6 là 4 cân rưỡi rồi. 4 cân rưỡi mới đây. Đấy cho chị cái miếng bên to này. Tại vì bọn anh mang theo nhiều đồ ăn lắm rồi. Đây đều gọi là em cả năm mới lên đây bán một lần. Cân chặt không? Chặt không đấy. Có. Chặt hết một lần hết phải không? Ôi sao ba chỉ để cho cái túi vớ. Thiếu một tí không sao. Thông cảm em mà em 1 giờ dậy rồi. Đầu cái ra cho anh. Mấy hộ em cân cũng đi. Bọn nó thiên đầu. Đầu nát sầm. Nhưng mà giờ chị không ở đây rồi. Chị đứng đây. Đứng chờ đồ lửa tiếng lên đến nơi không? Chị ở đây biết hết. Chị ăn ở đây đã thấy ngon rồi. Không, không, không. Hay là nó đi học ở ngoài kia về thôi. Bán đi học về. Ở ngoài kia nước của nó nước làng, nước lọc, nước giếng là ăn nó ngon, nó trong veo. Nguồn nước của nó ngon hơn. Lộn xộn thế này nhìn nó không ngon thôi. Em phải cho vào cái hộp mà. Còn em cũng phải ngày ngày lên đây bán khách du lịch đâu. Bán ở quê luôn. Thế thì bọn chị đi. Thế này em ở tận đâu? Lát sầm lên thôi. Ở trên La Sầm. La Sầm, Lạng Sơn. Ngon lắm. Tất cả cái gì cái là Lạng Sơn ấy. Bọn em là phải có cái túi đấy. Chặt nó mới lịch sơ. Rồi thế em đi mua cho mấy cái. Ừ thế đi để chặt em đi. Em đi chặt đi để chứ ai để như này. Bọn chị để ra mâm mà nói mà. Con chị nửa tiếng là về rồi ạ. Phải không giao cấp như thế mới phải. Rồi em 1 giờ dậy là mệt. Đặt rồi. Chưa ăn cơm không quá rồi. Mệt rồi. Chắc ngủ mệt rồi. Hai hôm nay dậy từ em đi mua đi để cho chồng chặt luôn. Không, tắc đường này không thể mua được đâu. Ngay chỗ này này. Đúng, tít xuống dưới kia. Hôm nay phải dễ đâu, tắc đường thì lắm. Uống chặt ra đâu này chị? Chặt cá sò nữa rồi. Chứ bây giờ về ăn hay là ăn ở đấy? Chưa, ôi ơi, đừng đổ vào, để đã bảo để cho cái túi, đi mua cái túi để. Rồi. Tí nước là tắt. Cái lợn ở đây tự nuôi à? Ăn đi, cũng có đồng tiền để đã làm ấy. Quay ra cực kỳ là ngon luôn. Con này vừa mình thử đi, lấy rồi. Vừa lấy trên kia mấy cân liền.